Rồi đây ok, chú bấm cho hai con hát quất đi. Ôi ông này ông chảnh thế. Quay luôn. Thuộc lời không? Có thuộc lời không? À, mọi người ơi, hai em ấy còn bé quá, mọi người cứ để hai em một chồng vào tay, hai em sợ tí hơn nào. Rồi, bây giờ chúng hát cùng với hai con nhá. Trời ơi. Mình vô này. Người con gái hay quá và đứt luôn dây mạng luôn, rồi nó cũng quay luôn nữa này. Thấy da mặt của Hùng còn đẹp hơn là quay trên video nữa. Đó. Da mặt của Hùng sau khi mà rửa sạch lại với nước, mọi người thấy không?
nó rất là mịn. Và Hùng chắc chắn 100% rằng là những người bạn nào chúng ta muốn có một làn da đẹp, trắng, sáng, căng mịn, mọi người xài bột yến mạch xong thì mình sẽ đáp ứng được đúng cái yêu cầu đó. Và bạn nào quan tâm về sản phẩm này, mọi người hãy inbox trực tiếp cho Facebook Trần Quang Hùng để mọi người có thể được tư vấn và đặt hàng nha. Xin cảm ơn rất nhiều.